Rạch Xèo Tre thuộc xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang là nơi mưu sinh của nhiều người dân trong vùng bằng nghề bắt chồn chì. Mỗi ngày, họ ngâm mình dưới nước ít nhất 6 tiếng đồng hồ để tìm loài vật này. Nghề săn chồn chì tuy vất vả nhưng bù lại có nguồn thu nhập đáng kể giúp nhiều hộ dân nơi đây thoát nghèo. Ông Trần Văn Thắng là người có thâm niên 5 năm trong nghề chia sẻ. Để bắt được chồn chỉ không phải dễ, ông phải thăm dò kỹ lưỡng nơi nào có chồn, sau đó mới chầm mình dưới nước tìm bắt. Mỗi ngày, ông kiếm vài trăm nghìn đồng từ nghề săn chồn chỉ này. Mình làm thường ngày, bữa nay mình làm khúc này, thì mai mình làm khúc kia. Nhưng mà bữa ít bữa nhiều thì mình cũng bước xuống mình thăm dò, bóc cục chỉnh lên mình coi coi có trùng hay là không, có nhiều có ít. Khúc nào nhiều thì mình làm, còn khúc ít thì mình đi chỗ khác, mình kiếm khúc khác mình làm. Lúc nó nhiều thì mình làm mau lắm, làm mau đầy thao lắm, trùng nó cũng nhiều nữa. Nghề săn bắt chồn chỉ ở xã Hòa Lạc và xã Phú Bình hình thành cách đây vài chục năm, khi nhiều hộ rầm rộ đào ao nuôi cá, từ đó xuất hiện loài thủy sinh chồn chỉ. Đây là loài giun nước, có thân hình rất mảnh, màu hồng. Loại này thường sống ở những vùng nước chảy chậm, đầm lầy, ao, hồ. Thời điểm khai thác từ tháng 2 đến tháng 11 âm lịch, chồn chỉ được làm thức ăn để nuôi cá bột, cá kiềng. Làm bữa cũng mười mấy ký, 20 ký gì thì cũng sống hàng ngày. Giá cả lên cao, mình làm nó cũng có thu hoạch, bữa cũng 400 vậy. Sáng thì tha đi ngâm nước, chiều đi ngâm nước, ở không mình đi làm hoài vậy đó. Mình là người lao động thì cái chuyện ngâm nước thì nó cực khổ rồi đó, nhưng mà làm thì có được đồng tiền vài trăm ngàn thì mình cũng thấy xứng đáng. Hàng ngày là cả chục người làm với cái kinh này nè. Thương lái bán lẻ người thì 20 ký, 30 ký, nó gửi nhiều mối. Làm hồi xưa tới giờ cái nghề bắt chồn này thì yêu thích lắm chứ. Chồn chỉ sau khi đưa lên bờ thường được cho vào thau ngâm nước, đậy ủ từ 1 đến 2 giờ để đãi bớt bùn đất. Chúng được chuyển sang hồ nước sạch, chạy oxy đến khi hết bùn rồi được vớt ra bán cho khách. Mỗi kg chồn chỉ có giá từ 65.000 đồng đến 85.000 đồng tùy thời điểm.